nhạc sĩ Hồ Hoài Anh bất ngờ trở thành những cái tên đứng đầu nội dung tìm kiếm thịnh hành trên Google ở Việt Nam. Điều này thu hút sự chú ý của công chúng bởi từ trước đến nay, đây là nghệ sĩ hoạt động sâu biết sâu nổi nhưng rất kính tiếng về đời tư cá nhân, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh năm nay 42 tuổi, là nhạc sĩ nổi tiếng trong làng nhạc Việt. Xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Hồ Hoài Anh sớm thành danh qua loạt ca khúc dẫu có lỗi lầm, giọt xương và chiếc lá, gánh hàng rau, nàng thơ xứ Huế. Hồ Hoài Anh cũng là giám đốc âm nhạc đứng sau sự thành công của nhiều cuộc thi âm nhạc, gần đây nhất là King of Rap. Ngoài ra, anh còn là giám khảo của nhiều sân chơi âm nhạc như giọng hát Việt nhí, sau mai điểm hẹn sinh bi sông. Trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật, Hồ Hoài Anh nhận được nhiều giải thưởng quan trọng như nhạc sĩ được yêu thích nhất tại giải Mai Vàng 2006 và giải Làng Sống Xanh 2005, nhạc sĩ của năm tại giải Cống Hiến 2009. Đầu 2016, anh được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, tuy nhiên, tình duyên của Hồ Hoài Anh lại không mấy suôn sẻ. Hồ Hoài Anh Ly hôn sau 10 năm gắn bó, tái hợp vì không thể sống thiếu đối phương, Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang gặp gỡ vào năm 2004. Bốn năm đầu bên nhau, nhạc sĩ họ Hồ luôn đồng hành và ủng hộ bạn gái trong sự nghiệp ca hát. Hồ Hoài Anh chọn cách đứng phía sau thành công của Lưu Hương Giang, góp phần nâng đỡ nữ ca sĩ, tạo nên những tác phẩm để lại dấu ấn cho giọng ca gốc Nam Định. Tháng 12 năm 2009, Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang tổ chức đám cưới tại Hà Nội, họ lần lượt đón hai cô con gái là Mina sinh năm 2011 và Misu sinh năm 2016, cặp đôi luôn dành những lời có cánh cho nhau. Đúng 10 năm sau, cuối năm 2019, thông tin Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang đã ly hôn nhưng vẫn sống chung nhà khiến công chúng không khỏi bất ngờ, cả hai sau đó thừa nhận từng có lúc mất phương hướng và đi đến quyết định ly hôn. Nhưng sau đó khi bình tĩnh lại, Họ cảm thấy không thể sống thiếu đối phương nên đã quay về bên nhau. Sau khi đủ bình tĩnh, chúng tôi thấy mình vẫn không thể sống thiếu nhau, thiếu gia đình. Tôi nghĩ chuyện này hết sức bình thường với các cặp vợ chồng và cuộc sống hôn nhân cũng phải có những lúc lên lúc xuống mới biết được giá trị của nhau, biết trân trọng gia đình nhiều hơn và chúng tôi cũng như những cặp vợ chồng bình thường khác mà thôi, không muốn gánh trên mình một cuộc hôn nhân với những trọng trách lúc nào cũng phải. Tròn trịa hoàn hảo, em đẹp quanh năm suốt tháng, thế thì mệt lắm. Lưu Hương Giang cho biết. Trải qua trong gai hiện tại vợ chồng Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang vẫn sát cánh bên nhau trong cuộc sống và sự nghiệp. Hồi tháng 3 năm 2020, Hồ Hoài Anh còn viết thư tay ngọt ngào gửi Lưu Hương Giang. Em ơi, năm nay tròn 15 năm mình quen biết nhau và về chung nhà rồi đấy em dĩ. Anh biết gia đình nào cũng có sóng gió, nhưng điều tốt đẹp nhất là sau tất cả mình vẫn còn được bên nhau. Anh cảm thấy may mắn vì đã được làm chồng của em và bố của Mina và Misu. Cảm ơn em vì gia đình này mà hy sinh rất nhiều. Anh mong mình sẽ bên nhau nhiều năm nữa để cùng nhau nhìn các con khung lớn. Nhân dịp mùng 8 tháng 3 tặng mẹ món quà nhỏ đánh dấu 15 năm mẹ và bố về chung một nhà. Mong em sẽ thích nó. Yêu em nhiều.